Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc hôm nay luôn nha mọi người. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Tên lửa phóng vệ tinh Triều Tiên có thể rơi vì động cơ mới. Triều Tiên dường như lắp động cơ mới trên tầng thứ 2 của tên lửa Cholima-1, nhưng nó gặp vấn đề khiến hệ thống rơi xuống biển. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm 31 tháng 5 cho biết tên lửa đẩy Cholima-1 mang theo vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này rơi xuống biển do mất động lực vì quá trình khởi động bất thường của động cơ đẩy tầng thứ 2 sau khi tầng đẩy thứ nhất tách ra. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ điều tra kỹ các khiếm khuyết nguyên trọng được phát hiện trong vụ phóng, có biện pháp khắc phục và thực hiện lần phóng thứ hai sớm nhất có thể. Giới chức Triều Tiên đến nay chưa tiết lộ nguyên nhân chi tiết dẫn đến sự cố, nhưng một số chuyên gia phương Tây nhận định tình huống bắt nguồn từ mẫu động cơ thế hệ mới được trang bị cho tầng đẩy thứ hai. Tôi nghĩ nhiều khả năng Triều Tiên đã phát triển được mẫu động cơ có khả năng tái khởi động, dùng cho tầng đẩy thứ hai, dựa trên dòng RD-861, dùng nhiên liệu lỏng do Liên Xô phát triển. Zero Rewick, chuyên gia tại trung tâm James Martin về nghiên cứu không phổ biến ở Mỹ nhận định. Ông Lewis đề cập hình ảnh bộ phận tên lửa được Hàn Quốc trục vớt trên biển, nhận định nó là một phần của tầng đẩy thứ hai và còn chứa đầy nhiên liệu vì không hoạt động được lâu trước khi rơi xuống. Động cơ tên lửa dùng nhiên liệu lỏng có khả năng tắt và tái khởi động, cũng như điều chỉnh lực đẩy trong khi bay, đều không thể thực hiện với động cơ nhiên liệu rắn. Tuy nhiên, lợi thế này đặt ra nhiều thách thức về công nghệ, trong đó có phương thức kích hoạt động cơ và đảm bảo nhiên liệu không chuyển động hỗn loạn, dẫn tới mất nguồn cung cho động cơ ở môi trường không động lực sau khi tách tầng đẩy thứ nhất. Giới chuyên gia cho rằng tình huống này không xảy ra ở tầng đẩy thứ nhất vì nó sử dụng mẫu động cơ tương tự tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM từng được Triều Tiên phóng thành công nhiều lần trước đây. Dường như tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Cholima được lắp động cơ nhiên liệu lỏng phát triển từ mẫu RD-250 thời Liên Xô với hai miệng xả tương tự ICBM Wasson-15. Joseph Dempsey, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Mỹ cho hay, cấu hình này khác với dòng tên lửa đẩy Una trước đây, vốn trang bị 4 động cơ Nodon phát triển từ nền tảng động cơ của tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud. Khoang chứa hàng của nó lớn hơn tương đối so với những mẫu tên lửa trước đây. Tôi cho rằng Cholima có khả năng chuyên chở các vệ tinh với tổng khối lượng từ 200 đến 300 kg. Triều Tiên đừng đặt mục tiêu đưa cùng lúc nhiều vệ tinh lên quỹ đạo bằng một tên lửa đẩy, cho thấy họ có thể ra mắt phương tiện phóng lớn hơn nhiều trong tương lai, ông nói. Tin tiếp theo, Triều Tiên cáo buộc Liên Hiệp Quốc, NATO can thiệp công việc nội bộ. Triều Tiên cho rằng Liên Hiệp Quốc và NATO đang can thiệp công việc nội bộ khi chỉ trích việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do tháo quân sự. Quan chức ngoại giao Triều Tiên Cho Chun-soo ngày 2 tháng 6 nói rằng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã vi phạm quyền chủ quyền và can thiệp công việc nội bộ của nước thành viên khi đưa ra tuyên bố chỉ trích vụ Bình Nhưỡng phóng vệ tinh quân sự. Ông Cho cho biết thêm, Triều Tiên sẽ tiếp tục thực hiện các quyền của nước này, trong đó có việc phóng vệ tinh nhằm thể hiện Liên Hiệp Quốc không phải tổ chức của Mỹ. Chuyên gia quan hệ quốc tế Triều Tiên John Ki-yong-chong cũng chỉ trích NATO đưa ra tuyên bố khiêu khích về việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh. Ông John cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ coi NATO giống như Mỹ nếu tổ chức này tiếp tục xâm phạm quyền của Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó chỉ trích vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên là việc vi phạm nguyên trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Triều Tiên xác nhận hôm 31 tháng 5 phóng tên lửa đẩy Cholima theo vệ tinh do thám quân sự Magellan-1, sau đó là đâm xuống biển với sự cố tầng đẩy. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ điều tra kỹ và có biện pháp khắc phục để thực hiện lần phóng thứ hai sớm nhất có thể. Mỹ và đồng minh trong khi đó cho rằng những vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đều chỉ là vỏ bọc để thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do chúng áp dụng công nghệ giống nhau. Tin kế tiếp, Ukraine tuyên bố đánh chặn hơn 30 tên lửa UAV Nga. Ukraine kích hoạt báo động phòng không trên toàn lãnh thổ và bắn hạ hơn 30 tên lửa UAV tập kích thủ đô Kiev, nơi bố trí hệ thống Patriot. Thị trưởng Kiev Vyacheslav ngày 2 tháng 6 thông báo thủ đô Ukraine hứng chịu hai đợt tấn công liên tiếp trong đêm, với nhiều tiếng nổ được nghe thấy trong khu vực nội thành.
cơ quan quân sự thủ đô Kiev sau đó cho hay Nga đã tiến hành đợt tập kích bằng cả tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV, buộc lưới phòng không ở hai thành phố khai hỏa và đánh chặn hơn 30 mục tiêu các loại trên vùng trời Kiev và khu vực lân cận. Quân đội Ukraine không nói rõ đã sử dụng tổ hợp phòng không nào để đánh chặn tên lửa và UAV Nga. Họ đang bố trí hai tổ hợp phòng không Patriot được phương Tây chuyển giao để bảo vệ mục tiêu trọng yếu tại Kiev. Hiện chưa rõ cuộc tấn công này có gây thương tích, thương vong hay thiệt hại hay không. Dữ liệu từ trang web chính phủ Ukraine cùng ngày cho thấy báo động phòng không đã được kích hoạt ở nhiều thành phố trên khắp lãnh thổ. Đây là đợt không kích thứ 20 của Nga nhằm vào các thành phố Ukraine kể từ đầu tháng 5. Bộ phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Quân đội Nga trong tháng 5 liên tục tiến hành các cuộc tập kích ban đêm nhắm vào thủ đô Kiev cùng những tỉnh ở miền Trung và Tây Ukraine. Giới quan sát nhận định đây là nỗ lực của Nga nhằm vô hiệu hóa hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine. Một tổ hợp Patriot ở Kiev đã bị hư hại trong đợt tập kích bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga rạng sáng 16 tháng 5, nhưng Ukraine tuyên bố nó vẫn sẽ đảm bảo khả năng chiến đấu. Các đợt tập kích liên tục của Nga còn nhằm làm cạn kiệt đạn phòng không Ukraine khi họ phải không ngừng khai hỏa những quả đạn đắt tiền để đối phó với tên lửa UAV giá rẻ. Các quan chức Ukraine nhiều lần bày tỏ lo ngại với phương Tây về nguy cơ thiếu hụt tên lửa phòng không trước cuộc phản công mà họ nhiều lần đề cập. Cục phó tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine Vadim Sipitsky ngày 19 tháng 5 nhận định Nga đang tập trung tấn công các cứ điểm và kho đạn để làm gián đoạn quá trình chuẩn bị phản công của họ, thay vì tìm cách phá hủy hạ tầng năng lượng như trước. Lầu Năm Góc hôm 31 tháng 5 công bố gói viện trợ quân sự 300 triệu USD cho Ukraine nhằm bổ sung tên lửa cho hệ thống Patriot, đồng thời cung cấp thêm tổ hợp phòng không tầm ngắn Avenger và tên lửa Vava Stinger. Mỹ cũng chuyển giao một số tên lửa đối không tầm trung AIM-7 Sparrow dường như được hoán cải để phóng từ tổ hợp Put-1 trong biên chế Ukraine. Bản tin thứ tư. Ông Putin đặt mục tiêu giành đô thị trọng yếu ở Donetsk. Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga kiểm soát Mariinka ở Donetsk, một trong những thành phố được Ukraine coi là nơi quyết định tương lai của đất nước. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga đặt mục tiêu giành Mariinka trong cuộc đối thoại với chúng tôi. Ông cũng yêu cầu các đơn vị nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này. Gaza, chỉ huy trung đoàn xe tăng Nga đang tham chiến tại thành phố tiền phương thuộc tỉnh Donetsk cho biết hôm 1 tháng 6. Tướng Abbe Aladinov, chỉ huy trung đoàn đặc nhiệm Atman của Chechnya nói rằng Nga đã kiểm soát khoảng 70% diện tích thành phố. Lực lượng chính quy thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó có trung đoàn bộ binh cơ giới số 150, đang tích cực tiến công và đẩy lùi đối phương trên hướng Mariinka, ông nói. Lực lượng Nga tại Mariinka đang áp dụng chiến thuật để xe tăng và thiết giáp bắn cháy áp, pháo binh yểm trợ hỏa lực, trong khi bộ binh tiếp cận giành trận địa. Trinh sát Nga cũng sử dụng triệt để Lycam để phát hiện vị trí cố thủ của đối phương, sau đó chuyển dữ liệu cho pháo binh. Mariinka là đô thị quan trọng ở tỉnh Donetsk, được quân đội Ukraine biến thành pháo đài phòng thủ Kiev suốt 8 năm qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng mô tả thành phố này là một trong những nơi đang quyết định tương lai của Ukraine. Điều khó khăn khiến các cuộc giao tranh tại Mariinka trở nên ác liệt khi Nga đang tìm cách chập thủng phòng tuyến đối phương và phá tay bế tắc trên chiến trường. Kiểm soát Mariinka giúp lượng Nga củng cố hướng Tây và đẩy pháo binh Ukraine ra xa, khiến họ không thể công kích thủ phủ Donetsk và nhiều đô thị khác trong tỉnh cùng tên. Donetsk là một trong 4 tỉnh Nga đã tuyên bố sáp nhập vào cuối năm ngoái. Ukraine sẽ không công nhận điều này và khẳng định sẽ giành lại lãnh thổ. Nga đang kiểm soát khoảng 60% diện tích Donetsk. Thường lệ thì bản tin thứ 5 trong series tin tức nóng chọn lọc của mình hôm nay là một bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Phải biết được bản tin thứ 5 hay, thú vị, gọi là hấp dẫn như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Mỹ ngừng cung cấp cho Nga một số dữ liệu vũ khí hạt nhân. Mỹ ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết trên New Start như một cập nhật vị trí tên lửa. Cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Mỹ sẽ từ chối gửi cho Nga những thông báo được yêu cầu theo hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới. New Start, trong đó cập nhật về tình trạng hoặc vị trí các mục theo hiệp ước hoặc như tên lửa, bệ phóng. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1 tháng 6 cho hay, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phía Nga đã ngừng cung cấp thông tin này từ cuối tháng 2,
Thông báo cũng nêu rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp cho Nga thông tin từ xa, tức dữ liệu được thu thập từ xa về hành trình bay của tên lửa, về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo tàu ngầm của Mỹ. Một quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn chính của Hiệp ước và mong rằng Nga cũng tiếp tục làm như vậy. Theo quan chức này, các bước đi của Mỹ có thể đảo ngược và Washington đang tìm cách đưa Moscow trở lại các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí, dù cho kịch bản này khó có thể xảy ra do chiến sự Ukraine. Mỹ và Nga đã có tiếp xúc song phương tuần trước, nhưng Moscow từ chối thay đổi hướng đi hiện tại về New York và kết quả là chúng tôi thực hiện biện pháp ứng phó từ hôm nay, quan chức Mỹ nói ngày 1 tháng 6. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục thông báo cho Nga về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo tàu ngầm. Theo thỏa thuận thông báo phóng tên lửa đạn đạo năm 1988 và có cuộc tập trận chiến thuật theo định điên năm 1989, Nga chưa phản hồi về động thái của phía Mỹ. New START được ký tại Cộng hòa Séc năm 2010 dưới thời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hiệp ước có hiệu lực 10 năm, bắt đầu từ năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, cũng như số tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm để mang chúng. Sau khi đã xem qua 5 bản tin của series tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì nếu các bạn cảm thấy mình cần cải thiện điều gì hay muốn góp ý gì với mình về để làm tin tức càng ngày càng hay hơn nữa, thì các bạn hãy để lại phần bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ đọc và sẽ tiếp thu góp ý của các bạn cũng như là sửa đổi hoàn thiện bản thân mình trong thời gian sắp tới nha cả nhà. Hãy cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.